Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Vào một ngày trời xanh mây trắng, chim hót líu lo, gió thổi nhẹ nhàng. Âm thanh của thiên nhiên như một giai điệu bình yên khẽ chạm vào tai mình. Có thể các bạn đang nghĩ rằng mình đang đi du lịch để hưởng thụ đúng không? Thật ra thì mình mới bị Sam đuổi khỏi nhà. Và đúng vậy các bạn ạ, mặc dù là tôi đã bị đuổi khỏi nhà rồi, nhưng mà các bạn cứ yên tâm nha, bởi vì tâm trạng của tôi hiện tại đang rất là vui. Hôm nay tôi được đi ra ngoài để được vui chơi thoải mái, không phải lo làm việc nhà. Ở nhà bình thường tôi phải rửa chén nè, quét nhà, lau nhà nè, nó làm đủ thứ việc. Bây giờ bị đuổi khỏi nhà tha hồ đi chơi thôi, vui quá trời vui. Yên tâm đi, tôi đang rất là vui. Và như các bạn đang thấy thì ở kế bên tôi chính là một cái ba lô của Hero Team. Thì mấy bạn sẽ nghĩ bên trong này là gì? Là bánh mì, sữa hay là trái cây hay là đồ ăn gì tôi mang theo đúng không? Nhưng mà các bạn yên tâm đi, trong nhà tất cả mọi thứ đều là của Sammy, tôi đâu có quyền mang theo gì đâu bạn. À mà cái ba lô này cũng là Sam chuẩn bị cho tôi nha. Tôi không biết là Sam cho tôi cái gì trong này, chắc là kim cương nè, hay là bánh kẹo hay là gì đó tôi mang theo tôi sinh tồn. Mặc dù là Sammy đuổi tôi đi nhưng mà Sammy vẫn rất tốt với tôi các bạn ạ. Để tôi kiểm tra thử coi. Hình như có gì sai sai bạn ơi. Ủa tại sao lại là đất ta? Hay là bà Sam đã chuẩn bị cho tôi xây nhà nhỉ? Mặc dù là tôi có thể đào đất ở ngoài đây nhưng mà thôi kệ. Nói chung là Sam cho tôi mấy cục đất để xây nhà thì cũng được, ok. Thì cái công việc đầu tiên khi mà chúng ta sinh tồn á, thì như các bạn cũng biết là chúng ta phải chặt gỗ rồi đúng không? Thì ở đây là tôi có một cái cây nè. Thì bây giờ tôi sẽ đào gỗ nó để chế tạo vũ khí. Và tôi sẽ trở thành một cậu bé rừng xanh thực thụ. Tôi đi săn thú nè, tôi đi nấu đồ ăn ở trong rừng đó. Rồi bây giờ có gỗ nè, tôi sẽ dùng gỗ này để chế tạo ra một cái bàn chế tạo, dùng để chế tạo những món đồ mà chúng ta muốn chế tạo ở trong cái bàn chế tạo. Ủa là sao ta? Nói chung là chế tạo cái bàn chế tạo các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ để bàn chế tạo nè, và tôi sẽ bỏ vào đây làm một cái que. Sau đó tôi sẽ làm tôi cái kiếm. Các bạn biết tại sao tôi làm cái kiếm chưa không? Bởi vì sống ở trong rừng quan trọng nhất là phải có thức ăn. Chúng ta sinh tồn mà chúng ta không có nước và thức ăn thì chúng ta sẽ rất là nhanh bị đăng xuất khỏi thế giới. Chính vì vậy cho nên tôi sẽ sử dụng cái kiếm gỗ này để đi săn một cái con gì đó tôi ăn thử. Với cây kiếm gỗ của tôi nghĩ rằng là tôi không săn được cái con này đâu ha. Tôi sợ rằng là tôi chưa kịp ăn nó mà nó ăn tôi vậy bạn ạ. À, nhìn nó có vẻ tập gym nè, con này chắc tập gym hàng ngày nè, nhìn cơ bắp nó hơi bị cuồn cuộn. Mình muốn đi kiếm một cái con gì đó nhỏ nhỏ xíu, nhưng mà sao ở trong rừng này tàn mấy cái con nó to dữ trời. Thôi đi kiếm con khác vậy. 5 minutes later. Hey, từ sáng giờ tôi vẫn chưa kiếm được một cái con gì để tôi có thể bỏ vào trong bụng hết các bạn ạ. À, tại vì mấy con này á, con nào cũng to hơn tôi hết, cho nên là bọn nó có thể bỏ tôi vô bụng chứ tôi không thể nào bỏ nó vô bụng được. Bởi vậy cho nên là bây giờ tôi đang bị chóng mặt hoa mắt các bạn ạ. À, tôi không biết là một tí nữa tôi có ổn hay không đây, khi mà tôi chỉ còn có 3 tim mà thôi. Ủa gì bên kia vậy? Một con heo đang bị nướng. Ủa chẳng lẽ bây giờ trong Minecraft nó có cả ảo giác nữa ta? Tôi đói bụng quá, tôi bị ảo giác hay gì mà tôi thấy một con heo đang bị nướng vậy trời. Thôi tôi qua tôi xem thử coi. Ủa tại sao lại có một con heo nướng thiệt nữa bạn? Ủa gì kỳ vậy? Ủa chẳng lẽ có ai đó mới vừa nướng heo ở quanh đây xong người ta bỏ đi, người ta để con heo ở đây hả ta? Hay vậy là không được rồi. Người ta thường nói rằng là nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi mà ta. Ủa không phải, không phải. Người ta thường nói là nhặt được của rơi phải trả lại cho người bị mất, các bạn hiểu không? Nhưng mà hiện tại ở đây á, như bạn đang thấy là đâu có ai quanh đây đâu. Mà con heo này á là nó đang bị nướng lên, thì đây là đồ ăn mà bạn. Nếu như chúng ta tìm được cái người mà đánh rơi con heo này á, thì con heo này chắc là trong thời gian đó nó sẽ bị thiêu rồi. Nó sẽ bị thiêu không ăn được nữa rồi, cho nên là bỏ phí lắm. Hay là mình ăn đó ta. Mình nghĩ là được á, chắc là không sao đâu, đồ ăn để lâu nó bị hư, mình ăn giùm thôi. Bạn gì đó ơi, có thể nào cứu tôi được không? Ủa, hình như con heo nó mới vừa nói chuyện với tôi phải không ta? Ủa gì kỳ vậy? Tại sao con heo có thể nói chuyện được? Ủa, chết rồi, tôi phải đi uống thuốc, tôi bị ảo giác thiệt rồi, chết rồi. Ê, bạn ơi, là mình nói chuyện với bạn thiệt á, chứ không phải ảo giác đâu bạn ơi. Ủa khoan, từ, bình tĩnh nè. Ngươi đang nói chuyện với ta thiệt á hả heo? Đúng rồi đó, ông làm ơn cứu tôi đi, có gì tôi sẽ trả ơn cho ông mà. Trả ơn á hả? Ủa bây giờ ta biết đòi hỏi gì ở một con heo bây giờ? Kim cương hả? Không. Vậy là vàng đúng không? Không. Ngươi sẽ cho ta một chiếc Lamborghini hả? Không. Ủa vậy rốt cuộc ngươi cho ta được cái gì mà ta phải cứu ngươi? Ta sẽ cho ngươi một tình bạn thật đẹp. Ủa vậy có nghĩa là bây giờ ta sẽ cứu ngươi, sau đó là ngươi sẽ kết bạn với ta và ta sẽ làm bạn với một con heo. Ủa chứ ông đòi hỏi gì ở một con heo? Thôi được rồi, để cho có được một cái người bạn đồng hành cùng mình thì mình nghĩ rằng mình sẽ cứu
thú con heo này để đem nó đi theo mình nha bạn nha. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã không cô đơn khi mà chúng ta đã có thêm một người bạn mới, đó chính là một chú heo. Nó sẽ là thú cưng, sẽ đi theo mình trong suốt hành trình sinh tồn của mình các bạn ạ. Và khi nào nó mập hơn thì mình sẽ ăn thịt nó. Được rồi heo, vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau nhé, cho đến khi mày mập lên. Ok, được rồi, đi theo nào heo. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm một cái món gì đó để cho con heo này nó ăn nha các bạn nha. Cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được đồ ăn rồi các bạn ạ. Ok heo, bây giờ ta đếm từ 1 đến 3, mà hãy tiến lên và đánh nhau với con gà đó nha. Chúng ta sẽ có đồ ăn. Ê nhưng mà liệu chúng ta có thắng được không Phong? Trời, tất nhiên là mình thắng rồi, nó chỉ là một con gà thôi mà. Ta có nên tin mẹ không ta? Ê ê, chạy 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 nhanh đi heo ơi, trời đuổi heo kìa, chạy nhanh lên heo. Được nè. Ê heo, ta nói cho ngươi biết nha, hồi nãy á là cái con gà kia nó to quá cho nên ngươi quýnh không lại. Ok rồi, ta đồng ý, ok. Nhưng mà bây giờ con gà kia nó bé tí tẹo vậy nè, mà ngươi cũng đánh không lại nữa thì đừng có trách vì sao mà ta bỏ ngươi nha. Trời ơi, chủ nhân yên tâm đi, lần này em thắng chắc rồi. Rồi ok ok, nếu nói vậy thì tiến lên đánh nhau với con gà đi, ta đói bụng lắm rồi đó. Rồi, em biết rồi, coi em nè. Sao, muốn gì sao, ngon nhào vô con gà. À, chủ nhân ơi, cho em làm lại được không? Ôi, sức mạnh của loài heo. Ê, hãy xem ở đây, đại bác heo mập. Này thì chết nè. Thôi ơi, được heo ơi, được nha. Hay, giỏi, được rồi. Trời ơi, có miếng gà để ăn luôn rồi, giỏi quá heo ơi. Ơ, nhưng mà khoan từ, sau khi ta thấy ngươi dùng tuyệt chiêu xong á heo, thì ta mới để ý một điều rằng là cái màu gì á nâu nâu ở trên người của ngươi nè, sao nhìn giống như là cái cục hồi nãy ngươi mới quăng ra vậy? Ủa chứ từ nãy giờ chủ nhân tưởng trên người em dính gì? Ủa vậy đừng có nói là cái nâu nâu dính trên người ngươi là nó đó. Trời ơi các bạn ơi, từ nãy giờ mới có một bữa ăn ngon nè. Trời, ngồi ở giữa một cái bãi biển như thế này mà còn được cầm thêm con gà quay ăn thì phải nói là chiêu luôn các bạn ơi. Ok. Ơi nhưng mà heo, tính ra từ nãy giờ ta mới thấy ngươi có ít được chút á. Trời, tất nhiên rồi chủ nhân, em đâu phải là một con heo bình thường đâu. Thôi ngươi khỏi cần nói, nhìn mặt ngươi là tao biết ngươi không bình thường rồi. Ừ, con heo này chắc là con heo té giếng từ nhỏ các bạn. Ừ, ok. Nhưng mà không hiểu sao từ nãy giờ mình chơi sinh tồn mà mình cứ thấy nó cứ thiếu thiếu gì các bạn ạ. Giống như kiểu là mình cần phải có thêm một vài con quái vật để mình đánh nhau với bọn nó hay là gì đó cho cái video nó bùng nổ lên xíu. Trời dễ mà chủ nhân, để em làm cho. Đâu làm thử coi. Bùng nổ nè. What? Cái con heo mất vậy. Rồi, xong luôn, trời tối luôn rồi heo ơi. Trời ơi, từ nãy giờ mày gây chuyện nhiều quá, chi giờ không kịp xây nhà nè. Tối nay thế nào zombie cũng xuất hiện đông lắm cho mà coi. Không sao, chủ nhân đừng lo cho em, zombie nó ăn thịt người chứ đâu ăn thịt heo đâu. Ừ đúng, zombie nó không ăn thịt heo nhưng mà tao sẽ ăn thịt heo á, tên con heo. Trời trời, cái con heo này bây giờ phải kiếm cái chỗ nào đó núp đi, không thôi là zombie xuất hiện á là lúc đó ta bị zombie ăn thịt á là không có ai lo cho ngươi đâu. Đi theo ta nè, nhanh lên, qua đây. Đó heo ôm tự nhiên làm người chi khổ ôm, làm heo với em sướng cái bầu. Ừ ok, mày là heo chơi mày nói gì cũng hay hết. Ơi ơi dâm 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 ấy kìa. Ôi trời, rồi xong tôi rồi, phải lấy lá leo lên cho chắc ăn. Ui, zombie đông quá, heo ơi, cứu heo ơi, cứu. Oh my god, leo cao. Ui, heo ơi, cứu heo ơi. Mày quá, có mấy cái lá che lại không thôi, chết rồi. Chủ nhân yên tâm, để em bảo vệ cho. Mấy con zombie kia chết nha. Đúng rồi heo ơi, giỏi quá heo ơi, đốt lửa, đốt mấy con zombie này heo ơi. Ê mà khoan từ, hình như có gì đó hơi sai, hình như là lá cây cháy được phải không ta? Ê, trời ơi, con quỷ heo, trời, báo nữa rồi, cháy kiểu này rơi xuống dưới là xong luôn á. Chạy đi heo ơi, chạy đi, trời ơi, thiệt luôn, không biết làm được gì hết trơn, báo quá báo à. Ui, trời heo ơi, bằng đi có con zombie nó cầm súng luôn kìa heo ơi, chạy nhanh lên heo ơi, trời, sợ quá. Ui, bên này có cái hang này, quá bên đây trốn nhanh lên heo ơi, chạy vô đây heo ơi, trời nhanh lên heo ơi, trời núp đi. Ơi thiệt luôn heo, bình thường á mà ta chơi sinh tồn một mình ta lúc nào cũng yên ổn bình yên hết trơn á, là cũng dễ dàng hết trơn á, mà không hiểu sao từ lúc ngươi đi theo ta cái là lúc nào cũng gặp chuyện hết trơn, thiệt báo quá báo à. Ủa nhưng mà phải lỗi tại em đâu. Ừ đúng, thì ta công nhận là không phải là lỗi của ngươi, nhưng mà không hiểu sao từ lúc gặp ngươi lúc nào chuyện gì cũng xui xẻo đến với ta hết trơn á. Thôi được rồi, bây giờ em có chuyện này vui hơn nè. Ừ, nói chuyện nó vui vui đi chứ sáng giờ mệt mỏi quá à. Anh yên tâm đi, mình không có cô đơn đâu, đằng sau lưng mình có quá trời bạn luôn kìa. Ờ, đằng sau lưng á hả? Thôi em chạy trước nè. Heo bắt chạy, đứng lại.
Thôi được rồi heo ơi, bây giờ ta nghĩ thế này nè, chúng ta mỗi người một hướng đi, ta không muốn lo cho mày đâu heo. Thiệt luôn á, đi theo toàn là báo không à. Thiệt con heo mà cứ tưởng con báo không á. Ủa vậy là anh không biết hả, em tuổi con báo mà. Ê nè, đừng có xạo nha, người ta có tuổi con mèo chứ làm gì có tuổi con báo. Đừng có xạo nha, đừng có tưởng là heo muốn nói về nói nha heo. Ê, nhưng mà bây giờ nhìn nè, mất hết tiêu đồ rồi, đâu còn cái gì nữa đâu mà sinh tồn bây giờ. Ủa mà khoan từ, đứng đứng im coi. Ủa cái gì kỳ vậy? Hồi sáng nay nhớ con heo này nó dơ lắm mà ta, sao bây giờ tiên trong nó sạch sẽ quá vậy các bạn? Thì hồi sáng nay em mới đi tắm mà, ai biểu anh cứ chơi em thúi làm gì? Mày thúi thiệt. Ừ, đúng rồi, công nhận là thúi thiệt nha. Ơ nhưng mà tắm rửa vậy sạch sẽ là ok á, nhưng mà bây giờ làm cách nào để ta có thể phân biệt được ngươi với lại con heo bình thường đây? Trời dễ mà anh, giờ anh cứ nhìn cái đuôi của em á, cái đuôi của em nó màu hồng á, nó khác mấy con heo khác. Gì? Cái đuôi màu hồng nữa hả? Đâu đâu, đứng im cho xem coi. Đâu cho xem cái con heo này, cứ nhìn qua nhìn lại vậy, đứng im coi. Ui, đúng thiệt nè bạn, cái đuôi heo nó màu hồng nè bạn. À rồi ok, vậy là phân biệt được rồi đó. Đúng thiệt, con heo này cái đuôi màu hồng cho nó đặc biệt, nó báo quá báo. Trời ơi trời. Nhưng mà bây giờ quan trọng là mất hết đồ nè, sao sinh tồn được? Bây giờ ta mà di chuyển một hồi á, thế nào cũng sẽ bị hết mất cái thanh thức ăn. Lúc đó đói bụng, cũng không có thịt để ăn nữa, đâu có vũ khí đâu, có gì đâu mà sinh tồn bây giờ. Trời ơi, tưởng cái gì khó, anh cưỡi lên người em nè, em chở anh đi. Ừ ha, tính ra mình có thể cưỡi heo được mà bạn. Rồi ok, đâu để thử cưỡi nó để chúng ta di chuyển thử nha các bạn nha. Mấy bạn đừng có hỏi lý do vì sao mình có cái yên cưỡi với lại cái cần câu cà rốt này. Thì nói chung con heo này như Doraemon vậy bạn, cái gì nó cũng có hết trơn á. Đây để mình cưỡi nó thử nha các bạn nha. Rồi, ok cũng hợp lý. Vậy thì bây giờ mình có con heo để mình cưỡi nè, mình sẽ không lo bị mất thanh thức ăn nữa, con heo sẽ chở mình đi. Ok cũng hợp lý đó, hợp lý đó. Trời ơi hợp lý chứ còn gì nữa chủ nhân, em chạy hơi bị nhanh luôn á. Ok, cuối cùng cũng thấy con heo này có ít được xíu bạn ạ. Ơ nhưng mà khoan từ, hình như phía trước là vực thẳm hay sao heo ơi. Heo ơi, heo ơi. Mình đã quá bất lực với con heo rồi các bạn ạ. Bởi vì nó báo quá. Ok, chính vì như vậy cho nên bây giờ mình đã xây cho mình một cái ngôi nhà thật là đẹp như thế này đó bạn. Đó, thấy đẹp không, thấy đẹp không? Bởi vì là mình biết rằng là ở bên cạnh cái con heo ngu ngốc này thì trước sau gì á mình cũng sẽ bị zombie tấn công hoặc là cái gì đó. Cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ xây một cái ngôi nhà để mình có thể vô đây trú ẩn mọi người ạ. Đây, mình sẽ giới thiệu cho bạn sơ qua về cái ngôi nhà của mình nha. Thì ngôi nhà của mình á thì nó được làm 100% là từ gỗ bạn ạ. Đấy, à không, có cái mái nhà là bằng đá. Đó. Thì cái ngôi nhà bằng gỗ này của mình á thì trông khá là đẹp, mấy bạn thấy đó, rất là đẹp luôn đúng không? Đó, có phòng ngủ nè, rồi có phòng khách nè, có tủ sách đàng hoàng nha. Đó, ở bên dưới này á thì mình còn chuẩn bị cho mình thêm một cái nhà bếp nữa bạn. Đây mình sẽ cho bạn xem nè, đây cái nhà bếp. Đây, một cái nhà bếp rất là đẹp luôn bạn ơi, thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Ơ nhưng mà khoan, thấy cái chỗ này nó hơi vướng ta, để mình phá cái chỗ này ra cái. Rồi được rồi, nói chung đó là sơ qua về cái ngôi nhà của mình đó bạn ạ. À. Rồi còn cái con heo này nữa, bây giờ cái nhà đã xây ra rồi á thì làm ơn đi, đừng báo nữa nha heo. Bây giờ tao phải đi mai, đừng có báo nữa nha. Rồi rồi em biết rồi mà, chủ nhân cứ đi mai đi, ở nhà em trông nhà cho. Ta có nên tin ngươi không ta? Bởi vì nhìn cái mặt của ngươi uy tín quá mà. Ok rồi thôi, nói chung là bây giờ ta phải đi mai, ta kiếm thêm ít kim cương để chế tạo giáp kim cương, cho nên là ở nhà trông nhà giùm ta nha, làm ơn đừng báo nữa nha. Rồi ok. Ê, thôi được rồi các bạn ơi, mình nghĩ là bây giờ á thì mình sẽ để ngôi nhà ở nhà cho con heo nó trông đi. Còn mình á thì bây giờ mình phải đi mai để kiếm kim cương, sau đó là đem về nhà chế tạo giáp kim cương cái kiểu nữa các bạn ạ. À. Chứ không có áo giáp thì mình nghĩ mình không sống nổi với cái sức báo của con heo này đâu bạn. Ok, thôi đi mai nè. Chủ nhân đi mai rồi thì thôi chắc mình cũng vô nhà, chứ ngoài đây lạnh quá. Thôi đi vô nhà thôi. Hey, hôm nay là cái ngày gì mà sao ở ngoài trời lạnh quá trời vậy ta? Thiệt luôn á, phải đi kiếm cái lò sưởi nào đó để mình sưởi ấm mới được. Ủa nhưng mà sao xung quanh đây không có cái lò sưởi nữa hết vậy trời? Giờ sao đây? Thôi chắc phải tự đốt lửa làm lò sưởi thôi chứ giờ sao? Thôi đốt lửa nè, đốt lửa nè. Rồi ok, sưởi ấm đây. Hey, trời ấm quá. Ai, ấm áp quá. Meanwhile. Trời ơi, tưởng gì, mình cứ tưởng là sinh tồn khó lắm, ai về đâu cũng dễ ẹt hả bạn. Mình đi đào có xíu, đi mai có xíu, mình đã kiếm được 4 viên kim cương nè, bạn thấy không? Đó, 4 viên kim cương. Trời, bây giờ đem 4 viên kim cương này về, mình nghĩ rằng là mình sẽ chế cho mình một cái kiếm nè, hoặc là cái cúp gì đó cũng được. Ok, nhưng mà bây giờ trước tiên mình phải về nhà để mình khoe cho con heo 4 viên kim cương của mình mới được, bảo đảm nó lé mắt luôn bạn ơi. Trời ơi, đó, nhưng mà không biết giờ ở nhà mình đang như thế nào ha. Em xin lỗi. Mày báo hả heo? Mày báo hả heo? Ở nhà mình cũng không lo được. Trời ơi, khóa lại khóa là đốt nhà quỷ heo. Một lần nữa thôi nha heo, một lần nữa thôi nha. Nhiều lúc là ta không biết là ta đang nuôi con heo hay là ta đang nuôi con báo nữa. Thiệt luôn á trời.
Lần trước á là xây cái nhà gỗ ra là ngươi đốt nhà của ta luôn, thiệt không biết nói sao luôn á. Bây giờ ta xây cái nhà bằng đá rồi nha, nha, làm ơn nha, cái nhà bằng đá mà ngươi cũng phá được nữa thì ta chịu nha, nha. Nhìn cái gì mà nhìn, cái nhà bằng đá này xấu hơn cái nhà trước là cũng là do ngươi đó. Thôi mà em xin lỗi mà, thôi em hứa em không có vậy nữa đâu. Không, ta sẽ không bao giờ tin vào lời của một con heo nữa nha, nha. Lần này là cái nhà bằng đá cho nên là ta cũng yên tâm một phần. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đi kiếm gì đó để làm thức ăn cho tối nay. Bây giờ ở nhà, trong nhà. Nhưng mà em ở nhà mình buồn lắm, em có thể dẫn bạn tới chơi được không? Dẫn bạn về chơi hả? Nó là một con heo thì mình nghĩ chắc bạn của nó sẽ là con gà, con vịt hay là con heo gì đó. Ok, hey. Thôi được rồi, cứ cho nó dẫn bạn về đi. Rồi sau đó mình về rồi mình làm thịt hết luôn bạn của nó luôn. Ừ, bạn của nó cũng là heo bò gà thôi mà. Ok, rồi thôi cũng được. Nói chung là dẫn bạn về chơi cũng được. Còn giờ tạm thời ta sẽ đi kiếm cái gì đó ta làm đồ ăn cho tối nay. Hay chắc là bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái ngôi làng gì đó để mình vô mình lấy một ít cà rốt với lại khoai tây đồ kiểu để làm đồ ăn các bạn ạ. À. Ok. A few minutes later. Trời ơi, mới vừa nhắc làng là có nguyên ngôi làng luôn bạn ơi, quá đơn giản. Trời, bây giờ vô đây lấy lúa nè, cà rốt đem về nhà làm đồ ăn, khỏi cần phải đi đánh nhau với mấy cái con quái vật để đi kiếm đồ làm gì, sinh tồn là cũng chỉ cần đồ ăn thôi mà đúng không? Ok, vô đây. Trời lúa quá trời nè. Ơ nhưng mà tính ra từ nãy giờ mình cũng đi hình như chắc cũng khoảng được hơn tiếng rồi đó. Không biết ở nhà con heo đang làm gì ha. Hey, quẩy lên nào các bạn ơi. Quẩy lên nào các bạn ơi. Chạy lên nào các bạn ơi. Hey. Mình nghĩ là chắc bây giờ con heo nó đang ở nhà, nó đang úp mặt vô gối và nó khóc đó bạn ạ. À. Bởi vì thật sự là con heo này mình thấy nó cũng thông minh, chắc là nó cũng biết lỗi. Chạy lên nào các bạn ơi. Nhìn mặt nó vậy thôi chứ nó rất là có tình người, mặc dù nó là một con heo. Rồi ok, lấy đủ đồ ăn rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu về nhà nha các bạn nha. Và mình nghĩ rằng là cái ngôi nhà của mình là nhà bằng đá cho nên là con heo nó sẽ không thể nào mà quậy phá hay là đốt nhà của mình lần hai đâu bạn. Ok, chắc là như thế. Thôi về nhà nè. Dạ, rồi về tới nhà rồi, thiệt sáng giờ đi mệt muốn chết luôn á trời. Ơ nhưng mà khoan từ, tại sao mình lại gần nhà mình cái mình nghe có cái tiếng nhạc gì vậy ta? Ủa, từ từ để vô nhà xem thử coi chuyện gì vậy. Đây là bạn của ngươi hả heo? Dạ đúng rồi á, bọn em đang quậy. Ok các bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên là mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Bởi vì từ sáng giờ mình vẫn chưa làm được cái gì hết, bởi vì một con heo quá báo. Ok, rồi, thôi nói chung là bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như bạn muốn mình làm thêm nhiều những cái video sinh tồn như thế này nữa thì hãy cho video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ làm cái tập tiếp theo nha các bạn nha. Ok, à mà quên nữa, mấy bạn muốn mình đặt tên cho con heo này tên là gì thì hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye mọi người nha. Hello team.